em đang hoang mang à, tại vì bình thường chị Sam là dẫn chương trình đúng không, mà bây giờ chị Sam là đối thủ của mình, tức là phải có một cái âm mưu gì đó, một cái điều gì đó mờ ám. Và chị Sam cũng là một cái người mà rất là xinh đẹp và tài giỏi, cho nên là cái khả năng mà dụ thí sinh, dụ những bạn người chơi của chị cũng khá là đáng gờm. Cho nên chung không có chuẩn bị gì nhiều cho chương trình ngày hôm nay ngoài một cái niềm đam mê âm nhạc, hy vọng là nhiêu đó cũng thể đủ để mà đối đầu với chị Sam. Tự tin hay không thì chung cũng không chắc, không dám, nhưng mà chung nghĩ là để còn mình còn phụ thuộc vào các bạn người chơi của mình nữa, để mình dụ thêm nhiều bạn tài năng để về với đội mình, thì hy vọng là mình sẽ mạnh lên, hy vọng là mình sẽ có thể đánh bại được đối thủ. Anh chưa nghe giọng hát của chị Sam, nhưng mà anh có nghe anh Ngô Kiến Huy đồn á là chị Sam hát rất là vô tông, rất là đúng nhịp, rất là đúng nhạc, mà anh Ngô Kiến Huy nói một cái giọng hết sức là xéo sắc. Chung không hiểu thật sự ý nghĩa của câu đó là như thế nào, cho nên Chung rất là mong chờ. Em sẽ làm cho mọi người bất ngờ ngày hôm nay. Đây, hát một câu nghe đi. Hồi nãy Chung đã hát thể hiện giọng ca thiệt rồi, bây giờ em đi. Ê, nhưng mà em phải có micro, mà ca sĩ chuyên nghiệp mình phải sử dụng. Thôi kì, hồi nãy em xài luôn nè, kệ, chơi láng luôn. Em gái mưa đi. Đó, em gái của anh, em gái mưa đi. Em gái mưa hả? Em gái mưa họ thuộc có câu đầu à? Ừ, hát câu đầu là đủ thấm mưa, rồi chị. Mưa. Nhắc chị câu đầu coi. Mưa cho cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Rồi. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng. Vì đánh mất hy vọng. Vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa. Lần đầu gặp nhau dưới mưa. Trái tim rộn ràng muốn bỏ về. Muốn bỏ về. Bài tí đi. Ủa? Yeah. Em nhắc này... nhưng mà chị hát luôn là trái tim rộn ràng muốn bỏ về. Chị hát luôn. Mà bài này người ta rất êm luôn á Sam. Người ta là ta da da da. Chào mày. Em bị mấy anh ban nhạc Nguyễn Tuân. Ban nhạc quýnh với mấy anh ban nhạc Hành Quân vậy. Mưa trôi cả bầu trời. Chị Sam anh, tại vì mấy anh muốn cho chị Sam nghe chắc nhịp, chắc nhịp. Tức là mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn. Buồn. Anh muốn gặp luật sư của anh là anh Ngô Kiến Huy. Anh không gì để nói hết. Những gì anh Ngô Kiến Huy nói với anh gieo trong đầu anh về giọng hát của chị Sam rất là tuyệt vời. Nhưng mà thật ra tuyệt vời lắm cả nhà. Hy vọng mọi người nghe, mọi người sẽ cảm thấy cái sự tuyệt vời đó cũng như Trung. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn mọi cái chi tiết thì liên hệ anh Ngô Kiến Huy, người đã gieo trong đầu Trung những cái niềm tin hão huyền. Đón xem tập 9 Sàn đấu ca từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 14 tháng 6 năm 2019 trên kênh HTV7.